đến với chương trình chia sẻ qua du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng có cuộc trò chuyện ngắn với bạn Thảo Vy, vừa nhận được visa du học Mỹ. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với Thảo Vy nhé. Chào Thảo Vy. Dạ em chào chị. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em cho các bạn được biết. Em tên là Thảo Vy, em học lớp 11 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Du. Sở thích cá nhân của em là em rất thích chơi đàn piano và em đã học đàn gần 10 năm rồi. Thì chắc cũng là cao thủ lắm đây. Ta chị hỏi em là hôm nay thì Thảo Vy đi phỏng vấn với ai em ha? Dạ em đi phỏng vấn với ba. Ba. Em không Mỹ, em vẫn học tiếp trung học phổ thông Mỹ. Em học ở trường Memorial High School ở Houston, Texas. Trường của em thì có gần 50 năm kinh nghiệm. Trường thì cũng gần 100 học sinh. Và nó từng được Tổng thống Bush công nhận. Trường đạt chất lượng cao, có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí. Mà trường là không phải là một ngôi trường bình thường, mà nó cũng là một ngôi nhà chung cho tất cả các học sinh đến từ 30 quốc gia khác nhau. Em học tiếng Anh Mỹ cũng lâu rồi, nên là em muốn phát triển nó, với lại nền giáo dục ở Mỹ cũng tốt nữa. Thời tiết cũng ở Houston cũng tương đối là khá giống Việt Nam, nên em cảm thấy thoải mái. Và em cũng có người nhà bên đó, nên là sẽ tốt hơn cho việc đi học. Em học 4 năm ở trường Houston, học University, học về ngành Business. Rồi em sẽ về Việt Nam. Dạ, là Thảo Vy có giới thiệu là mình có người thân bên đó. Dạ. Thì qua đó mình có ở chung với người thân không? Dạ có. Mình ở chung luôn. Dạ. Rồi, cho chị hỏi thêm nữa là cái cảm nhận của Thảo Vy khi mà làm hồ sơ lên Tân Đại Dương thì như thế nào em? Dạ, em cũng rất là thoải mái. Mấy từ đầu tiên là em được học với anh Khôi. Anh Khôi thì chị giảng dạy rất là tận tình. Trong quá trình học thì anh cũng kể mấy cái chuyện vui, cũng rất là mình học với nhau rất là thoải mái. Chị Thúy thì chỉ tất cả các hồ sơ cho em thì cũng dễ chịu. Mà trước khi đi phỏng vấn thì em học với anh Bảo Anh. Anh Bảo Anh chỉ rất là trước khi phỏng vấn thì em rất là sợ đi phỏng vấn, mà sau khi học với anh Bảo Anh thì em hết sợ. Mà chị thấy đó là không phải tâm lý của riêng Thảo Vy. Mà chị thấy tâm lý của tất cả các bạn sau khi học xong với anh Bảo Anh thì cảm thấy là tự tin hơn. Vì bây giờ Thảo Vy có còn cảm thấy run không? Dạ không, hết run rồi. Chị cảm ơn những chia sẻ của Thảo Vy. Và chúc cho cái kế hoạch học tập của em sẽ thành công ha. Dạ, em cảm ơn chị. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa lắng nghe Thảo Vy chia sẻ về cái quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các bạn du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.